Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiến hành vệ sinh cái máy hút bụi ha. Đây là chiếc máy hút bụi Electrolux. Giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cái máy này. Coi thử sau khoảng thời gian hút bụi thì nó có dơ không ha. Đây, đầu tiên là cái dây đó bạn. Đây nó có cái nút nè. Đó, mình bấm cái dây này mình rút lại. Rồi, đây là cái chỗ để mở cái máy hút bụi ra. Thì trước khi mở cái máy hút bụi ra thì mình phải mở cái dây ra, cái dây vệ sinh ha. Ở chỗ này nó có hai cái nút nè. Nó có cái hai cái nút hai bên nữa bạn. Bấm vô, mình rút cái đầu hút ra. Rồi, lát cái đầu hút này vệ sinh sao ha. Giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cái phần hút bụi đi trước. Đó, đây là khay đựng bụi nè bạn. Coi bụi trong đây à. Ở đây thì nó cũng có ghi nè. Simple step to easy, empty. Mở này ra, đổ ra, đậy lại. Cái này dơ đó bạn. Đây là bên trong phần động cơ này, phần như này là hút. Rồi, mình tiến hành vệ sinh sơ này cho sạch. Rồi, cái này mình vệ sinh tạm đây. Ở cái phần sau đó, nó có cái phần này, mình chỉ cần bút vô thì mình lấy cái này ra, đó, đẩy cái này vô nè. Để tháo cái chiếc bụi ra. Cái chứa bụi rất là dơ, bụi nhỏ bụi lớn gì nó cũng hút được hết, nhưng mà nó bít cái lỗ này lại đó ha. Đó, nó bít cái lỗ này lại nên là máy nó hút màu nóng lắm, nên mình phải thường xuyên mình thay vệ sinh cái phần trong đây ha. Đó, mình lấy cái bao ni lông nè. Đó, giờ trong đây sạch trơn rồi. Rồi, các bạn có thể vệ sinh cái tấm lụi, tấm lọc bụi này ha. Thì gió nó vô đây thì nó thổi ra phía này các bạn. Nó có cái thanh này mình lọc lại ha. Đó, ở trong đây cũng bụi lắm, giờ ẩm thôi ha. Nếu mà mình để dơ quá thì mình hút bụi nó không có sạch nữa cơ. Và máy nó mau, rất là mau nóng. Chạy nó nóng lắm. Tại vì gió nó không thoát ra ngoài được á, đó, mấy cái này nó trắng lại hết rồi. Rất là dơ. Dơ đó. Đây là cái màng lọc bụi. Mình thì mình rửa cũng được. Cái nào nó dơ quá, mình thấy dơ quá thì mình rửa. Wow.
còn đây chỉ là cái tấm xốp thôi, tấm này thì mình có thể đem ra rửa được ha, giống như miếng xốp thôi. Đó, các bạn coi phần bụi nó bu rất là dày ở đây. Cái này lâu rồi cũng không vệ sinh rồi. Giờ chạy thấy nó hút bụi kém. Với lại máy nó nóng thì mình mới lấy ra vệ sinh. Cái hộp đựng bụi thì nó vẫn chưa có đầy. Nhưng mà dơ quá, bụi mấy cái giấy rồi nó hút nó dính trong cái lọc này, cái khúc đó nè. Rồi, giờ mình đem hai này đi mình rửa. Rồi, giờ mình đem vô đây. Đặt này ra các bạn, cho khỏi bụi nè. Rồi bạn thấy ghê không? Mấy cái này bụi mịn không à? Rồi, cái phần này thì mình hạn chế rửa, với nó dạng như bằng giấy các bạn. Còn đây là những cái thành phần có thể rửa được. Tiếp theo là nước đại. Xịt xong sạch trơn rồi. Tiếp theo là cái này là dơ nhất rồi, các bạn coi. Bạn rửa này cũng nhẹ tay ra, làm mạnh quá nó rách. Cuối cùng cái hộp là bụi. Nguyên cái hộp là nhựa không à? Nhựa nên rửa thoải mái. Nó sạch luôn. Rồi, sạch sẽ. Rồi. Sau khi mà rửa sạch sẽ thì mình này phơi nó khô rồi. Phơi trong máy mát thôi. Để trong mát cho nó khô đi. Để cho nó khô rồi mình lắp vô. Thank you.
Rồi sau khi vệ sinh xong thì mình có một bịch bụi khá là to đó. À, coi to đó. Thì ở phía sau cái máy nè, nó còn có thêm một cái phần lọc bụi nữa ha. Máy electrolux ha. Đó. Nó còn một cái phần lọc bụi ở đây. Nếu mà cần thiết thì các bạn có thể lấy ra vệ sinh sơ này ha. Nhưng mà mình thấy phần này ít bụi lắm ạ, không có bụi đâu, hầu như không có bụi ở đây. Đó. Mình xài cũng lâu rồi mà không có bụi ở đây. Rồi, sau khi xong thì mình sẽ tiến hành lắp ráp mấy cái này lại. Trước tiên là lắp lại phía sau này. Phía sau thì trong đây nó có một cái lớp đây, một cái như miếng xốp à, thêm một miếng lọc như vậy ha. Lại phía sau. Một miếng đầu tiên. Lắp này vào lại. À, cái này thì mình lắp vô đây ha. Rồi, chốt cái nắp gắn bụi rồi thôi. Rồi, vậy là mình vệ sinh xong chiếc máy hút bụi Electrolux. Thì mình thấy nếu mà bạn nào có muốn mua hút bụi thì máy hút bụi thì có thể tham khảo cái thương hiệu này ha. Mình thấy nó hút đỡ ồn lắm, ít ồn. Tại vì nó có cái nút chỉnh minmax nè bạn. Đây. Mình có thể chỉnh được cái tốc độ quay của cái tốc độ hút đó, ha, mạnh hay yếu ha. Cái máy này có công suất là 2000W các bạn. Đó, 2000W. Nên nếu mà mình để cho nó chạy mất công suất luôn luôn là 2000W, nếu mà nó không có cái phần chỉnh này nè thì nó sẽ rất là ồn, mau nóng máy, mau hư hại máy ha. Nên mình các bạn nếu mà có cần thì tìm cái máy nào có điều chỉnh đó, điều chỉnh được cái tốc độ gió hay tốc độ hút của nó đó, công suất đó. Điều chỉnh được công suất thì nó sẽ tiện hơn, hiệu quả hơn. Rồi, video của mình vệ sinh chiếc máy hút bụi này là kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.